Mình những mọi người biết cách phân biệt bạch tuộc hai da, bạch tuộc một da này. Đây con bạch tuộc một da này. Là da nó trơn này. Đó. Cấu tạo nói với nhau, nó có 8 tua, một cái miệng, hai mắt, bụng, đây bạch tuộc hai da này. Hai da xanh 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 xui xui. Đó. Còn về kinh tế thì loài dùng bạch tuộc hai da này thì giá thành nó cao hơn vì nó hiếm hơn, thịt ăn ngon hơn. Đây bạch tuộc một da trơn, hay còn là bạch tuộc da trơn đấy, nên da xui. Bạch tuộc hai da này. Như nhau hết, cái phân biệt đây tuộc một da. Nói về đồ to thì bạch tuộc một da nó to hơn, còn cái dòng bạch tuộc hai da này cũng có dòng bạch tuộc to. Ví dụ con này 3 kg thì con này to lắm, này kỳ mấy thôi, 2 kg vậy đó. Đúng à, con nói là to loại 3-4 kg lên đi, bạch tuộc này này thường xuyên có bạch tuộc to hơn. Đó, theo kinh nghiệm đánh bắt vậy á, con ngoài đời thì thực tế nó sẽ có những con to hơn, không biết chưa thấy tuột tuộc lại to hơn loại hai da này. Đây đây là hai con, hai da một da nha, bên là hai da này, bên là một da này, con nó ăn ngon ngon hơn này, thì nó săn chắc hơn này.